Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tánh của tất cả Pháp đều không xen tạp, không sai biệt, thì tại sao có thể nói là thiện, là chẳng phải thiện, là hữu lậu, là vô lậu, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu vi, là vô vi, đủ vô lượng pháp môn như thế? Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong thật tánh của tất cả Pháp, có Pháp nào có thể nói là thiện, là phi thiện, là hữu lậu, là vô lậu, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu vi, là vô vi, như thế cho đến là quả dự lưu, là quả nhất lai, là quả bất hoàn, là quả A-la-hán, là quả vị độc giác, là các hạnh đại Bồ-Tát, là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, do nhân duyên này, nên biết tất cả Pháp không xen tạp, không sai biệt, không tướng, không sanh, không diệt, không ngại, không nói, không chỉ. Thiện hiện nên biết, ta khi xưa tu hành đạo Bồ Tát đối với tự tánh của Pháp hoàn toàn không có sở đắc, đó là hoặc sắc, hoặc thọ, tưởng hành thức, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc pháp do duyên sanh ra, hoặc vô minh, hoặc hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não, hoặc dục giới, hoặc sắc, vô sắc giới, hoặc thiện, hoặc phi thiện, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, như thế cho đến hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác, hoặc các hạnh đại Bồ-Tát, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đối với tự tánh của các Pháp như thế đều không có sở đắc. Này thiện hiện, như thế đại Bồ-Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, từ lúc mới phát tâm cho đến khi an tọa tòa Bồ Đề nhiệm màu, sắp chứng quả vị giác ngộ cao tột, thường nên khéo biết tự tánh các Pháp. Nếu thường khéo biết tự tánh các Pháp thì có khả năng khéo thanh tịnh đạo Đại Bồ Đề, cũng có khả năng viên mãn các hạnh Bồ Tát, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, an trụ Pháp ấy, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển Pháp luân màu nhiệm, dùng Pháp ba thừa, phương tiện điều phục các loại hữu tình, khiến mau được giải thoát ba cõi. Này thiện hiện, như thế đại Bồ Tát lấy vô sở đắc là phương tiện, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng mau viên mãn tất cả Phật Pháp.